À, con làm con gì đấy? Con ếch ra vẻ. Đấy. Con lùi lại tí đi, lùi lại tí cho bóng nó đẹp hơn đi. Đấy. Đây không phải con ếch mà đây là cái con gì? Con chão chuộc à? Ấy ấy ấy. Kêu ếch gộp như nào? Kêu ếch gộp như nào? Phúc con làm con ếch kia nhìn giống con cóc. À đó. Ôi cẩn thận nó bẩn khăn con. Nào bắt đầu. Phương làm trước đi. Phúc đứng ra một bên. Đấy, xem ai giống hơn. Phương lệch bên này tí chứ mà nó vướng cái đồ gỗ kìa. Đấy, nào. Ếch ộp, ếch ộp. Rồi, giờ Phương đứng ra lại đến lượt Phúc nào. Phúc làm không giống lắm. Phương vào làm lại bố xem. Làm thật giống mà bố xem nào. Ấy, như này giống con cóc này. Như này giống con cóc ấy. À, đó. Rồi, con chào khán giả đi. Khán giả. Ờ, thế con tên là gì? Phúc à? À, con tên là Gia Phúc à? Nhã Phương Hello Kitty. À, Nhã Phương Hello Kitty à? Con là con của con của ai nhỉ? Của bố. Bố con làm nghề gì? Đánh giáp. Bố đánh giáp à? Bố con làm nghề nội thất. Rồi, hai đứa chào khán giả đi. Hẹn gặp lại ở video sau, hai đứa sẽ làm con ếch giống hơn nhỉ? Không. Không biết là con ếch giống đó. Rồi, bye bye nào con. Bye bye.